cái khúc bên này á, buổi chiều tối á, nó là cái chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ nha. Và bây giờ là mới có 2:20 thôi. Buổi sáng nó là chợ truyền thống, bán thịt cá, rau củ quả giống như mấy cái chợ thế vậy. Còn buổi chiều á, thì là phố ẩm thực. Giờ này á, người ta chưa có dọn ra hết, mới có một số ít người á, họ dọn ra thôi à. Mà tại vì á, phố ẩm thực là buổi tối khoảng 7 giờ 7 rưỡi gì á, mới đông, người ta mới bán nhiều. Giờ này chủ yếu là mấy người họ đang dọn hàng, bày hàng của họ ra này nọ nè. Đó, gà ram, gà rán gì á, rồi khoai tây, khoai lang, bông bóng gì á, bánh khọt, bánh tàu, chú chim mè, cơm chia, chú chim mè, cơm chia. Có nhiều người đang ngồi ăn bánh lăng. Có một cái chị này, chỉ chạy Shopee Food, không biết xe bị hết xăng hay là hư hay là gì đó. Rồi xong có một người đẩy ton, rồi xong kẹt luôn. Mua ton, bán ve chai, bán ve chai rồi mua ton, đẩy vô đây giờ kẹt luôn. Muốn ra nữa cũng không ra được. Phía đằng trước là người ta bán khô cá nha, bánh bèo Huế, bánh lọc 2.000 cái, bánh bột lọc 2.000 cái. Bánh bột lọc này chắc phải ăn mấy chục cái mới đủ no, rồi kẹt luôn rồi. Thì nó bán dọc dài lên tới đây luôn nè. Nó có mấy cái quầy người ta ngồi, người ta bán thịt cá đó. Nó tới đây là hết. Hết giờ mà. Quầy ở đây là hết rồi. Ở đây là quán ăn. Quán này bán cơm gà, tứ xào. Có vòng ra đây là hết rồi nha. Để mình sẽ vòng ngược lại. Hiểm nhà người ta không ạ? Hết rồi. Vẫn đang lầm râm, mưa ít rồi. Mưa kiểu vậy thì không thể nào mà lớn được. Giờ này nhìn chưa có đẹp đâu, do là còn nắng á, người ta đâu có mở đèn này kia lên đâu. Buổi chiều á, khoảng 7-8 giờ người ta mở mấy cái đèn lên nhìn đẹp lắm. Đèn đủ màu á, giống kiểu mà giống như đèn hiệu nè, rồi đèn led màu này nọ, rồi bảng hiệu này nọ, nhiều lắm, nhiều màu, nhiều đèn. Giờ này người ta bắt đầu người ta dọn ra, người ta bốc kỳ, chân gà sắp thái gì, chà dâu, chà tắc, chà me, hoa lan chiên, rồi xúc xích heo, chim giòn gì cũng luôn. Bánh tráng nè, ai thích bánh tráng không, quá trời luôn. Bánh tráng đủ loại. Rồi dừa. Nói
thường là cũng bán ở đây à, cũng bán đồ đó. Hết rồi nha, hết chợ, hết phố rồi, hồi đại trị rồi. Còn ra ngoài kia là đường Lý Thái Tổ rồi đó, bây giờ bắt đầu người ta đẩy xe hàng ra. Đường Lý Thái Tổ bình thường thôi.